lộ bằng chứng về mối quan hệ thực sự giữa Minh Hằng và Võ Hằng Yến sau mâu thuẫn với Thanh Hằng. Mới đây, khi Võ Hằng Yến đăng status trên trang cá nhân, Minh Hằng đã không ngần ngại chụp màn hình đoạn tin nhắn bí mật của hai người để bình luận bài viết của Võ Hằng Yến. Khi vừa nhận lời ngồi ghế nóng The Face 2018, Võ Hằng Yến từng gây xôn xao khi thẳng thắn trả lời Minh Hằng không hợp với vị trí mentor. Trong tập đầu tiên phát sóng, cô không ngần ngại mỉa mai, đã xéo chiều cao và khả năng ca hát của Minh Hằng. Ai cũng biết Minh Hằng và Thanh Hằng vốn dĩ thân thiết với nhau đã từ lâu. Khi họ cùng ngồi ghế nóng, khán giả dễ dàng nhận ra Võ Hằng Yến quá lạc loài. Đỉnh điểm là có lần nữ người mẫu đã nổi nóng và đề nghị đổi tên The Face thành The Bè Lũ. Nhưng tình thế có vẻ đã thay đổi. Trong tập mới nhất, Hoàng Yến khóc nghẹn vì Thanh Hằng thẳng tay loại thí sinh của mình với lý do vì đại cuộc. Minh Hằng với Thanh Hằng cũng nảy sinh mâu thuẫn khi chị Đại chỉ trích đàn em về chuyện bỏ quay giữa chừng. Cảnh quay Minh Hằng ôm và nhỏ nhẹ tâm tình với Võ Hằng Yến khiến nhiều fan thích thú. Đây là lần đầu tiên trong The Face hai mentor thân thiết và thấu hiểu nhau đến như vậy. Dân tình cho rằng The Bè Lũ đã chính thức tan vỡ và bắt đầu ship đôi chị Đu Đủ và Bé Heo một cách nhiệt tình. Thực chất, những gì diễn ra trên màn hình TV chỉ là bề nổi của sự việc. Truyền hình thực tế luôn mang màu sắc drama để thu hút khán giả. Sự thật về mối quan hệ giữa các huấn luyện viên chỉ có bản thân họ mới hiểu rõ. Showbiz luôn tồn tại những thị phi, đấu đá không ngừng nghỉ. Nếu mối quan hệ giữa Minh Hằng và Võ Hoàng Yến có thể tốt đẹp như thế, thì đó cũng là một điều đáng mừng đối với người hâm mộ. Hé lộ mối quan hệ thật sự giữa Minh Hằng và Võ Hoàng Yến khiến ai cũng ngỡ ngàng. The Face Việt Nam đã chính thức lên sóng và đúng như những gì người hâm mộ dự đoán, ghế nóng The Face năm nay căng thẳng hơn hẳn khi có sự đối đầu giữa Võ Hoàng Yến, Minh Hằng. Cả hai nữ huấn luyện viên đều đưa ra những phát ngôn sắc bén, gây bất ngờ cho đối phương và tạo nên kịch tính cho chương trình. Tưởng chừng như sau những màn đối đầu với nhau đầy căng thẳng trên truyền hình, thì ngoài đời cả hai sẽ khó có thể hòa hợp với nhau. Vậy mà tối hôm qua ngày 4 tháng 10, sau khi MTV Việt Nam thông báo, Minh Hằng sẽ tranh giải cùng các nghệ sĩ đến từ Singapore, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Malaysia, thì huấn luyện viên Võ Hoàng Yến là một trong những nghệ sĩ Việt đầu tiên chia sẻ và kêu gọi mọi người ủng hộ huấn luyện viên Minh Hằng. Thông qua bài viết và bình luận của hai người đẹp, không khó để nhận ra mối quan hệ giữa Võ Hoàng Yến và Minh Hằng vẫn rất thân thiết, không căng thẳng như trên truyền hình. Giải âm nhạc châu Âu của MTV là giải thưởng thành lập năm 1994 bởi kênh truyền hình MTV châu Âu. Ba đại diện Việt Nam từng chiến thắng là Mỹ Tâm, Sơn Tùng MTP, Đồng Nhi. Năm ngoái, Đàm Vĩnh Hưng trượt giải vì ban tổ chức thông báo sai thời gian bình chọn. Lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 11 ở Tây Ban Nha. Minh Hằng cho biết khi được MTV Việt Nam chọn, cô bất ngờ xen lẫn tự hào. Nữ ca sĩ mong muốn quảng bá âm nhạc đương đại trong nước thông qua sự kiện. Minh Hằng, Võ Hằng Yến, không ngờ cũng có ngày cùng nhau làm điều này sau mâu thuẫn với Thanh Hằng. Mới đây, dàn sao Việt đã khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên khi đồng loạt hội tụ, khoe sắc trên thảm đỏ tại một sự kiện diễn ra vào tối ngày 10 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện gây chú ý khi có sự hiện diện của hai gương mặt huấn luyện viên The Face 2018 đình đám là siêu mẫu Võ Hằng Yến và ca sĩ Minh Hằng. Nếu Võ Hằng Yến khoe thần thái đỉnh cao trong buổi suit vàng chóe cực nổi bật, thì Minh Hằng lại hóa nữ chiến binh cực ngầu với váy cúp ngực ôm sát màu đen. Tuy nhiên, nhìn kỹ mới thấy cả hai vị huấn luyện viên The Face 2018 diện vòng cổ đôi. Có thể nói đây là lần hiếm hoi khán giả nhìn thấy Minh Hằng và Võ Hoàng Yến diện đồ đôi. Trước đó, Võ Hoàng Yến đã từng gây sốc cộng đồng mạng với phát ngôn tại The Face. Hai chị đã cho Yến một tín hiệu khi từ ngày quay thử thách nhóm hai chị đã rất giống nhau, như sinh đôi và hai cái nón cũng giống nhau nữa. The Face Việt Nam 2018 nên đổi tên thành The Bẻ Lũ thì đúng hơn. Không qua khi nói Võ Hằng Yến gần như bị lạc quẻ hẳn so với Song Hằng. Trong khi Song Hằng diện đồ vàng lấp lánh nổi bật, thì Võ Hằng Yến lại diện cây xanh lè. Song Hằng cùng chọn màu xanh, thì Võ Hằng Yến lại lọt thởm khi diện váy đen. Võ Hằng Yến đi ngược lại phong cách thời trang của hai vị huấn luyện viên còn lại. Sự xuất hiện của Võ Hằng Yến và Minh Hằng tại sự kiện lần này đã thu hút không ít sự chú ý của giới báo. Sau tất cả, cả hai vẫn là những người bạn vui vẻ và bình thường ngoài chương trình. Võ Hoàng Yến lên tiếng chính thức về việc Minh Hằng bị hàng loạt thí sinh tố không công bằng. Trong buổi casting cho show The Magical Journey, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với siêu mẫu Võ Hoàng Yến
vị huấn luyện viên The Face đã có những phát ngôn chính thức về việc Minh Hằng bị hàng loạt thí sinh tố không công bằng. Chỉ với 3 tập đầu mà The Face được mô tả với những từ ồn ào, vỡ chợ. Theo Võ Hoàng Yến, chương trình có nên cân nhắc để điều chỉnh lượng drama cho phù hợp hơn hay không? Tôi nghĩ câu hỏi này nên dành cho ban tổ chức trả lời sẽ phù hợp hơn. Ở góc độ của mình, tôi chỉ hỏi ngược lại, nếu không ồn ào thì liệu mọi người có thích không? Bản thân chương trình có đủ hot để thu hút người xem hay không? Tôi e là nếu yên lặng quá thì đâm ra lại bị chê nhạt. Tôi nghĩ cái gì cũng có cái giá của nó. Quan trọng nhất vẫn là chất lượng của chương trình. Trên mạng hiện nay có thông tin về top 3 chung cuộc gồm Tuấn Kiệt, Lệ Nam và Thanh Long. Chị đã biết thông tin này chưa? Bất cứ chương trình thực tế nào hiện nay cũng đều có tin đồn chứ không riêng gì The Face. Tuy nhiên, những tin đồn đó dù đúng hay sai thì cũng chứng tỏ rằng chương trình hiện có sức hút rất lớn với số đông. Người ta vẫn thường nói phim hay phải chờ đến đoạn kết. Thực tế The Face chỉ mới lên sóng vài tập và còn cả một chặng đường sắp tới để khán giả theo dõi. Bản thân tôi cũng rất tò mò muốn biết liệu tin đồn bạn vừa nói có thật hay không. Chị nói gì về việc thí sinh đội mình là Brian Trần bị loại và đăng đàn tố huấn luyện viên Minh Hằng không công bằng? Sau khi xảy ra vụ việc, tôi cũng đã hợp team để giải quyết nội bộ với nhau. Còn hiện tại tôi xin phép không chia sẻ gì thêm vì không muốn mang thêm nhiều rắc rối cho học trò mình nữa. Còn trường hợp của thí sinh Huy Quang thì sao? Có ý kiến cho rằng đây là nước cờ sai lầm của chị vì tin tưởng Thanh Hằng sẽ không loại ngựa chiến của mình. Nhưng thực tế diễn ra đã trái ngược. Đương nhiên sẽ có những lúc chúng ta chưa thực sự sáng suốt với quyết định của mình. Tôi nghĩ điều đó khá hiển nhiên. Mặc dù vậy, điều tôi quan tâm nhất là mình sẽ làm được gì cho các học trò sau khi bước ra khỏi cuộc thi. Đó mới là trách nhiệm thực sự của một huấn luyện viên, chứ không phải việc so đo thiệt hơn này nọ. Xin chia sẻ rằng, team Võ Hoàng Yến đến nay thỉnh thoảng vẫn gặp gỡ, đi chơi bình thường. Huy Quang đôi khi cũng dằn mặt huấn luyện viên của mình chứ không có chuyện sóng yên biển lặng đâu. Nhưng suy cho cùng, tôi cho là bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều có lý do của nó. Chúng ta buộc phải chấp nhận, đừng nghĩ đến chuyện hối hận hay giá như, vì cánh cửa nào cũng sẽ mở ra một quyết định mới, chứ không hẳn là hoàn toàn tiêu cực. Ở Next Top Model, Võ Hoàng Yến với tư cách giám khảo có toàn quyền loại thí sinh. Nhưng tại The Face, quyền loại thí sinh của chị lại thuộc về huấn luyện viên khác. Cảm giác của chị ở hai chương trình khác nhau như thế nào? Ngay từ ban đầu khi nhận lời tham gia chương trình The Face, tôi đã đặt tâm thế làm hết sức, chơi hết mình. Việc thắng hay thua, quyết định giữ hay loại người như thế nào, tôi muốn để mọi nhận định và đánh giá thuộc về phía khán giả. Với mọi huấn luyện viên, tôi nghĩ quan trọng là bản thân mỗi người chúng tôi cần có sự công tâm, cũng như xác định rõ vai trò và vị trí của mình. Mặt khác, tôi nghĩ không riêng gì mình mà cả hai vị huấn luyện viên kia cũng đều có sự cân đo đong đếm điểm mạnh, điểm yếu của từng thí sinh để xem xét việc loại ai, giữ ai thì mang lại kết quả tốt cho cuộc thi. Các huấn luyện viên đều có chiến lược riêng. Với cá nhân mình, tôi luôn chọn người yếu để loại vì tôi quan niệm đó thực lực tốt thì mới được đi đường dài. Học trò Thanh Hằng tố thẳng mặt, ban tổ chức The Face tung bằng chứng bảo vệ Võ Hoàng Yến. Tập 5 chương trình The Face Việt Nam 2018 đã chính thức lên sóng với chiến thắng thứ 2 liên tiếp thuộc về team Võ Hoàng Yến. Nữ huấn luyện viên đã quyết định giữ lại như Mỹ team Minh Hằng và loại đi gà chiến Mít Nguyễn của team Thanh Hằng. Sau khi chương trình kết thúc, trên story Instagram của thí sinh Mít Nguyễn đã chia sẻ chương trình đã biên tập lại mọi thứ và cắt mắt câu nói. Mít có mặt ở đây để xem liệu sự công tâm có tồn tại thật hay không, hay đó chỉ là câu nói mà ai cũng muốn cho mình, mà để làm được thì thật khó, vì còn bị tác động từ nhiều thứ. Ngay sau đó, ban tổ chức đã quyết định đưa đầy đủ phân đoạn này đến với khán giả, qua đoạn clip lên sóng không lâu sau đó. Đồng thời, nhà sản xuất khẳng định, nội dung phần loại và chia sẻ của thí sinh Mít Nguyễn không được giấu đi, mà do thời lượng phát sóng không cho phép nên buộc phải cắt gọn lại, và sau đó có chiếu hoàn thiện hơn trên YouTube. Trong đoạn clip này, khán giả có thể thấy được những chia sẻ của Mít Nguyễn. Em đến đây với cuộc thi này, thậm chí là em đứng ở đây, em tìm kiếm một khái niệm về công tâm, để xem thực sự liệu công tâm có tồn tại hay không, hay chỉ là một khái niệm mà ai cũng có thể nói được nhưng làm thì rất khó. Bởi vì khi đặt gánh nặng lên vai, chúng ta sẽ rất khó để suy xét. Đặt lên bàn cân, bên nào nặng, bên nào nhẹ chúng ta còn dễ nhìn, nhưng về cảm xúc, cảm nhận của mỗi người ở từng thời điểm là khác nhau. Em không muốn vì cá nhân mình mà đánh mất cơ hội của Như Mỹ hay thế nào đó. Khi em quay về, em sẽ lấy mất cơ hội của người khác. Những điều em nhận được và có được là em học được sự chấp nhận. Đôi khi em là một người thiếu thốn, đến bây giờ sự chia tay là điều em quá quen. Tranh đấu vì cá nhân là một điều đúng đắn, nhưng lấy đi cơ hội của người khác là một điều tàn nhẫn.
toàn bộ chia sẻ của Mít Nguyễn tại phòng loại trừ. Huấn luyện viên Võ Hoàng Yến đã vô cùng tức giận trong vòng loại và ngay lập tức đưa ra quyết định Mít Nguyễn sẽ ra về.